Vâng, xin được chào tất cả các anh chị học viên, các nhà đầu tư và xin được trân trọng tiếp tục giới thiệu với các anh chị một số những cái bài học và một số những kiến thức trong cái lĩnh vực trading coins trong phần phân tích kỹ thuật, được chưa ạ? Và bài học này thì tôi sẽ giới thiệu về mặt lý thuyết trước, sau đó thì tôi sẽ quay video màn hình sau về cái hình thức chơi người ta gọi là margin trading và landing trading. Thế thì margin trading và landing trading là như thế nào? Và trên thị trường nó có những cái công cụ nào để hỗ trợ những cái trang web nào? Thì đầu tiên chúng ta sẽ cần phải hiểu về khái niệm margin trading. Vâng, có người thì đọc là margin, có người đọc là margin, có người thì đọc là cái gì đó, nhưng mà từ tiếng Anh đọc là margin. Thì margin trading ở đây ấy, là chúng ta hiểu rằng là chúng ta sẽ sử dụng đòn bẩy để chúng ta chơi các cái đồng coin ở trong thị trường tài chính như là Forex hoặc là chứng khoán Mỹ hoặc chứng khoán Việt Nam thì đều có sử dụng đòn bẩy. Đòn bẩy là một khái niệm sử dụng trong tài chính, tức là chúng ta đi vay tiền của sàn đó để chúng ta có thể mua, có thể bán để chúng ta có thêm lượng tiền và chúng ta tăng được lợi nhuận. Thế thì ở đây trên thị trường coin thì cũng có nhiều sàn người ta hỗ trợ cái việc là trading margin, thí dụ như là sàn Poloniex, đúng không ạ, sàn Bittrex, sàn Binance, vân vân. Có một số sàn có và một số sàn không. Cái này phụ thuộc vào sàn nhé. Trên sàn nó có thì nó sẽ có một cái chữ là margin trading, chúng ta bấm vào đó, được chưa ạ? Thế thì ở đây margin trading là như thế nào? Thì chúng ta sẽ hình dung ra là đó là một cái phần cho phép các nhà đầu tư có thể vay tiền của sàn để chơi. Và có thể là dựa trên cái số vốn thực có của nhà đầu tư thì sàn sẽ cho vay tương ứng với một cái tỷ lệ nào đó. Vâng, thế thì ở trong cái sàn Poloniex chẳng hạn, các bạn lấy cái ví dụ là cái sàn đó, thì nó có 3 cái tính năng mà chúng ta vào một cái chúng ta thấy ngay. Đó là exchange, đúng không ạ? Đó là margin và đó là lending. Thì exchange nó chính là việc chúng ta mua đi bán lại thông thường. Thông thường các cái nhà đầu tư mà chỉ exchange thông thường ấy, thì lúc mà thị trường đi lên thì chúng ta bán, lúc là thị trường đi xuống chúng ta mua và chúng ta hưởng chênh lệch, có đúng không ạ? Và sau này chúng ta sẽ học thêm cả một cái khái niệm về lệnh bán khống, là thị trường đi xuống chúng ta cũng kiếm lời được và thị trường đi lên chúng ta cũng kiếm lời được, chứ không phải chỉ trông chờ vào thị trường đi lên thì chúng ta mới kiếm lời được, đúng không ạ? Thế còn cái margin, tức là hiện nay thì ví dụ như là trong Poloniex thì nó cho phép chúng ta có thể có 11 loại cái đồng altcoin mà chúng ta có thể trading được, hoặc là để chúng ta chọn các cái lệnh short hoặc là các lệnh long ở trong cái thị trường này và ở trong cái sàn này để chúng ta đánh margin. Đấy, ví dụ như là chúng ta sẽ chọn lệnh long, tức là bạn sẽ kiếm được lợi nhuận khi thị trường đi lên. Còn nếu bạn chọn lệnh short, tức là bạn sẽ có được lợi nhuận khi thị trường đi xuống, đúng không ạ? Vâng. Thì cái điều này nó khác biệt so với cái thị trường exchange trading, bởi vì là chúng ta sẽ không thể kiếm được lợi nhuận khi mà thị trường đi xuống, đúng không ạ? Mà chúng ta phải dùng cách đánh margin thì chúng ta mới kiếm được. Đó. Thế thì thị trường margin có nghĩa là như vậy. Thì chúng ta sẽ hiểu là margin trading là một cái cách thức mà giao dịch, gọi là giao dịch ký quỹ nhá. Ký quỹ. Ở đây thì chúng ta sẽ vay tiền của sàn. Vâng, chúng ta sẽ vay tiền của sàn để mà chúng ta sẽ đánh các đồng coin. Ví dụ như chúng ta biết rằng là thị trường nó đang đi xuống và chúng ta có ít đồng coin thì chúng ta sẽ vay thêm tiền của sàn để chúng ta mua. Và khi mà thị trường đi lên thì chúng ta sẽ bán ra, chúng ta kiếm lời, sau đó thì chúng ta trả tiền lại lãi suất cho sàn, đúng không ạ? Chúng ta trả lãi suất cho sàn. Thì cái phương pháp này người ta gọi là phương pháp đòn bẩy tài chính, đúng không ạ? Và hãy lưu ý là margin trading là một cái hình thức mà rất là thú vị và giúp cho chúng ta tăng được lợi nhuận nhiều, tăng được cái lợi nhuận cao, nhưng mà không phải là dành cho những người mới. Chúng ta nên hãy chơi từ tốn, nếu mà chơi margin chúng ta hãy chơi nhỏ nhỏ thôi để chúng ta học cách chơi và chúng ta sẽ hiểu được cái cơ chế của nó thì chúng ta sẽ bắt đầu là đánh lớn sau. Ví dụ như là với một số vốn là khoảng 1 Bitcoin ở trên sàn Polo cộng với việc là chúng ta chơi margin thì mỗi một ngày may mắn chúng ta có thể là sử dụng các lệnh long và lệnh short, chúng ta có thể kiếm được từ 0.1 đến 0.2
Bitcoin là chuyện bình thường. Bởi vì hiện nay với một cái tỷ lệ mà giao dịch mỗi một ngày mà cái đồng Bitcoin lên hoặc xuống nó khoảng từ 7 cho đến 15% cộng với margin các bạn nhân 2,5 lần lên. Giả sử các bạn có một Bitcoin thì các bạn nhân 2,5 lần như vậy các bạn sẽ có 3,5 Bitcoin. Và các bạn đánh mà nhân với khoảng độ 10% tỷ lệ tăng giá thì chúng ta sẽ sinh được cái số Bitcoin lên rất là nhiều. 0.1, 0.2 là hoàn toàn khả thi. Đấy. Nếu mà chúng ta nắm bắt được thời cơ tốt, đúng không ạ, và chúng ta tự tin về cái cơ chế chơi margin. Thì tôi cũng hỏi nhiều bạn rồi, nhiều nhà đầu tư là hồi trước là có rất nhiều Bitcoin, có hàng trăm Bitcoin, hàng nghìn Bitcoin, họ cũng chơi margin, thế nhưng mà nhiều người là chơi tham quá và không biết đánh, mất rất nhiều tiền. Bởi vì khi mà mình đánh thua, thị trường đi xuống là mình mất, không những là phải trả lãi cho sàn mà chúng ta còn mất nhiều hơn số Bitcoin mà chúng ta đang có, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta không đoán đúng được xu hướng của thị trường. Đấy, ý tôi là như vậy, được chưa ạ? Thế thì ở đây chúng ta sẽ hiểu rằng là cái việc mà chúng ta đánh margin thì chúng ta sẽ đánh như thế nào, đúng không? Thì tôi sẽ quay cái video sau này cho các bạn. Tức là chúng ta sẽ vay tiền của sàn. Đấy, sau đó chúng ta nạp tiền vào margin. Sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu là sử dụng lệnh long hay lệnh short. Chúng ta xem là chúng ta biết là thị trường là mua hay thị trường bán và chúng ta mua đồng gì, thì chúng ta sẽ dùng cái việc lựa chọn các cái đồng coin mà chúng ta chơi margin. Đấy, ví dụ như là chúng ta có thể chuyển một Bitcoin vào margin trên Polulex, đúng không ạ? Sau đó thì chúng ta sẽ có 2,5 Bitcoin để dùng lệnh buy long, đúng không ạ? Hay gọi là lệnh mua dài. Đấy, nếu mà chúng ta giao dịch Bitcoin với đồng ETH, tức là chúng ta dùng Bitcoin để mua ETH, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có được ví dụ một Bitcoin có được khoảng độ 15 đồng ETH, đúng không ạ? Và để chúng ta đợi lệnh sell short, tức là chúng ta sẽ bán. Đấy, và khi mà chúng ta bán đồng ETH đấy thì chúng ta sẽ đặt các lệnh như vậy và đặt các cái mức giá để nó tự động nó giao dịch, đúng không ạ? Thế thì khi mà nó khớp lệnh thì chúng ta sinh lời, và khi chúng ta sinh lời xong thì chúng ta trả lãi gọi là rate cho sàn là khoảng thường là 0.2%. Đấy. Và sau đó thì số lãi còn lại là của chúng ta. Thì thông thường như tôi đã nói rồi thì margin với lại lending thì nó hơi khác nhau một chút nhá. Margin tức là chúng ta vay sàn. Thế thì sàn nó sẽ lấy tiền đâu nó vay? Thì nó lại cũng có, thứ nhất là sàn nó cũng có tiền sẵn. Thứ hai là một số các cái nhà đầu tư là cho sàn vay tiền. Thì ví dụ như là sàn Poloniex thì nó có cái tính năng là lending trading, đúng không ạ? Lending trading tức là cái một số các đồng coin mà mình có giá trị nhưng mà mình lại không dùng đến, bởi vì mình là một nhà đầu tư có nhiều coin và mình hold, đúng không ạ? Mình giữ, mình trước mình không lướt, mình không xả, mình không bán, đúng không ạ? Thì mình có thể cho sàn vay để hưởng lãi suất. Ví dụ sàn họ vay của mình, họ nó giống như là ngân hàng ấy. Ngân hàng sẽ dùng huy động, đúng không ạ? Ví dụ như tôi gửi tiền vào ngân hàng thì ngân hàng trả tôi là 7% một năm. Thế doanh nghiệp vay tiền của ngân hàng thì doanh nghiệp sẽ phải trả 10% một năm. Vậy ngân hàng làm nhiệm vụ trung gian và thu 3%, đúng không? Thì sàn cũng như vậy. Các nhà đầu tư không xài đến coin có thể cho sàn vay. Sau đó các nhà đầu tư lại chuyên dùng margin để đánh thì lại vay của sàn. Thế là sàn nó sẽ ăn cả hai đằng, đúng không ạ? Nó lấy tiền của chúng ta trả lãi là ví dụ 0,2, nó sẽ trả cho cái người cho vay. Đấy. Thế thì chúng ta khi chơi trading margin thì chúng ta cần hết sức lưu ý. Một, nếu mà chúng ta chưa dành thì chúng ta đừng chơi ngay. Thứ hai là chúng ta sẽ nên tập với một cái số vốn nhỏ trước. Ví dụ như mình có thể chơi bằng các cái đồng tiền nó rẻ thay vì chơi bằng Bitcoin. Mình có thể mua đi bán lại để mình xem, đúng không ạ? Thứ ba là mình sẽ cần phải nắm bắt được cái xu hướng phân tích thị trường và phân tích kỹ thuật để mình biết được là giá sẽ lên hay giá sẽ xuống, và mình sẽ đặt các lệnh sell và lệnh buy tương ứng với các lệnh short và lệnh long ở trong sàn Poloniex. Còn các cái sàn khác thì các bạn có thể sử dụng các cái lệnh stop loss hoặc là stop limit, giống như là trong các cái bài trước tôi đã hướng dẫn, đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta sẽ làm được như thế nào. Đấy, ví dụ và chúng ta cũng cần phải xem là cái lệnh mà khi mà chúng ta bán, chúng ta phải tưởng tượng ra khi mà chúng ta bán mà giá mà liên tục hạ thì làm thế nào, mà khi chúng ta mua giá liên tục tăng thì làm thế nào, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ phải có những cái chế độ để chúng ta cắt lỗ, hoặc là chúng ta sẽ chốt lời.
Thì đấy là cái phần mà tôi hướng dẫn sơ lược cơ bản như thế nào là những cái khái niệm về về landing và khái niệm về margin. Thế thì sau này trong cái phần tiếp theo thì tôi sẽ quay hướng dẫn thao tác các bạn sẽ đánh như thế nào đối với một cái sàn cụ thể, ví dụ như là sàn Poloniex, để các bạn có thể hiểu cái thao tác của các bạn chơi, được chưa ạ? Vâng, một lần nữa thì tôi xin phép giới thiệu kết thúc cái phần video nói về hai cái khái niệm và hai cái phương thức chơi thuộc về kỹ thuật, cũng hơi hơi đánh giá là gọi thuộc dạng là nâng cao một chút, đó là đánh margin, đúng không ạ, và sử dụng landing. Thì tôi xin phép được chốt lại đó là tùy từng sàn có tính năng này và có sàn không có, và chúng ta có thể dùng đòn bẩy bao nhiêu lần đó, 3 lần 5 lần tùy vào cái việc là sàn nó cho phép bao nhiêu. Như tôi biết là ví dụ như đánh Forex chẳng hạn, nó có thể dùng đòn bẩy lên tới 100 lần, đúng không ạ, hoặc là có thể lên tới hàng nghìn lần tùy từng sàn. Nhưng mà đánh coin thì có thể có sàn cho 2 lần, có sàn cho 3 lần, có sàn cho 5 lần, ví dụ như vậy, đúng không ạ? Thì tùy thuộc vào từng sàn chúng ta sẽ chơi. Vâng, xin chúc các bạn tìm hiểu thật là kỹ về thị trường coin và có thể biết đánh được lệnh margin, bởi vì chơi margin trading là một trong những hình thức giúp các bạn kiếm tiền rất nhanh và cũng làm cho bạn bốc hơi tài sản rất nhanh, bởi vì các bạn không những phải trả lãi mà các bạn còn phải trả cả cái phần số tiền mà bạn mất rất nhanh, đúng không ạ? Ví dụ như bạn chơi bình thường mà bạn có một Bitcoin thì bạn mua đi bán lại bạn có thể mất 10-15% giá trị, nhưng cũng vẫn là một Bitcoin đấy, mà bạn dùng lệnh vay của sàn bạn sẽ có 2,5 Bitcoin, sau đó bạn chơi thì bạn sẽ mất 2,5 lần, đúng không ạ? Ví dụ hôm đấy mà giá nó xuống mất khoảng 10% thì bạn sẽ mất thêm 2,5 lần của 10% nữa, nó sẽ tương ứng với khoảng độ 25%, đúng không ạ? Và lúc đấy đang từ một Bitcoin thì bạn sẽ chỉ còn 0.75, chưa kể bạn còn phải trả sàn nữa đấy. Thế thì chúng ta hết sức tìm hiểu và chúng ta tập thể dục trước nhá. Tôi sẽ giới thiệu với các bạn một cái video hướng dẫn các bạn dùng các cái đánh, người ta gọi là đánh các lệnh demo. Thì tôi sẽ hướng dẫn sau, nhưng trong video này thì tôi sẽ nói là các bạn có thể cài cái ứng dụng có tên là IQ Option, và I là Y ngắn ấy, Q là của IQ Option. Các bạn, hoặc là các bạn search Google nhá, từ khóa IQ Option, đúng không ạ? Thì đây là một cái sàn giao dịch và nó có một cái tính năng demo. Sàn này sàn thật nhưng mà nó có một cái tính năng demo rất là hay, tức là mình thích cho bao nhiêu tiền vào cái sàn đấy thì cho, sau đó mình sẽ đặt lệnh mua lệnh bán như bình thường luôn, và giá của nó cũng biểu đồ giá thật để cho chúng ta biết là chúng ta thắng hay thua. Thì đấy, trong cái video này các bạn hãy tìm ngay cái IQ Option, thì tôi cũng sẽ cài cái IQ Option lên, và sau đó thì tôi cũng sẽ hướng dẫn các bạn cách chơi demo trên sàn IQ Option, tức là chơi thử trước khi chơi thật. Giống như mình học lái ô tô hoặc là mình là học lái máy bay ấy, đúng không ạ? Thì bao giờ người ta cũng phải học lý thuyết, học lái mô hình, rồi học các cái tình huống giả định, sau đấy thì người ta mới được kèm cặp bởi các cái phi cơ cơ trưởng, chứ không phải là phát là chúng ta trèo lên máy bay chúng ta lái luôn thì chết người, đúng không? Thì đấy là cái cách rất là khôn ngoan để chúng ta chơi nhá. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.